Hôm nay em review quay các bác xem một cái mẫu xe đời khá là cao, với số tiền hợp lý các bác bỏ ra là chưa tới 200 triệu. Đấy, hẳn 2018 luôn các bác nhá. Nội thất bên trong đây, em quay nội thất bên trong trước cho các bác xem. Đấy, nội thất rất là sáng đẹp. Bốn kính điện và có túi khí an toàn các bác nhá. Đấy, có túi khí an toàn đồng hoàng. Phần nội thất bên trong còn rất là đẹp. Còn rất là mới luôn, vẫn còn thơm khét mùi mới luôn các bác nhá. À, chiếc xe này được sản xuất năm 2018, mang tên là Chevrolet Spark 2018 rồi, đúng không ạ? Và đăng ký lần đầu cũng là 2018 luôn. Với động cơ máy 1.2 đấy, biển 29, tên tư nhân các bác nhá. Máy số của xe hiện tại là vẫn còn zin nguyên bản các bác nhá. Và sơn zin của xe vẫn còn cực kỳ là nhiều. À, keo chỉ của xe là vẫn còn zin nguyên hết các bác nhá. Đấy, em quay một vòng cho các bác xem về cái phần form dáng hình thức bên ngoài đấy ạ. Xe thì đảm bảo cho các bác luôn là không có lỗi nhá. Đấy, không có lỗi. Tất cả là còn nguyên, vẫn còn nguyên. Chỉ tỉa sơn lại một vài vị trí thôi. Đấy, còn đâu là vẫn zin hết các bác nhá. Đấy, chiếc xe này là biển D, đăng ký 2 chỗ. Phía sau này là mình dùng để chở hàng nhá. Đấy, phía sau này dùng để chở hàng. Và mình có thể là lên một hàng ghế phía sau này được. Đấy, hàng ghế phía sau này thì mình lên thì để đấy thôi, chứ còn nếu mà ngồi thì mình đi xa thì không lên, nhưng mà mình đi quanh quanh mà đi gần đấy ạ thì ngồi thoải mái các bác nhá. Rồi. À, thì bây giờ em sẽ mời các bác xem chi tiết đối với con xe Chevrolet Spark 2018 này. Đấy, số tiền các bác bỏ ra rất là ít ỏi, chưa tới 200 triệu luôn. Mình có quyền sở hữu mẫu xe này rồi. Xe vẫn còn rất là mới luôn. Đấy, vẫn còn cực kỳ là mới. Và độ mới nó đến đâu, độ đẹp đến đâu thì em mời các bác xem qua video này. Đây, xe cực đẹp luôn nhá. Tất cả cái phần gioăng của xe vẫn còn nguyên zin hết đây. Đấy, keo chỉ này các bác nhìn này. Keo chỉ của xe vẫn zin hết luôn nhá. Đấy, như con bu lông, như con vít của xe vẫn còn rất là sáng đẹp này. Đúng không? Rất sáng đẹp luôn. Đấy, tắp đi tắp đô đây. Đấy, tắp đi tắp đô, xe rất là sáng đẹp. Tất cả bu lông và cánh cửa của xe là cũng chưa tháo vặn các bác nhá. Đấy, móc chốt khóa của xe đây. Vẫn còn chấm sơn luôn này. Đấy, đúng không ạ? Và những con ốc chân ghế này các bác nhìn này, vẫn còn chấm sơn luôn này và không có hiện tượng bị han gì nữa này. Đấy, bộ ghế của xe vẫn còn khá là đẹp đúng không ạ? Còn số lái nhẹ nhàng. Trang bị có hai túi khí nhá. Đấy, một túi bên đây và một túi được thiết kế giữa vô lăng. Đây là chi tiết cái phần táp lô của chiếc xe này. Các bác xem. Sàn da có lót sàn rồi, điều hòa lạnh sâu và lạnh cực buốt luôn. Đấy, những cái phím bấm, những cái công tắc của xe đây. Đấy, không bị bóng mòn tí nào luôn này các bác này. Đầu đài xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Và mình về mình có thể là mình lên cái màn hình khác hết trên dưới triệu, cho tới trên dưới 2-3 triệu thôi, tùy theo màn hình đúng không ạ. Vô lăng đẹp này. Đấy, vô lăng đẹp thì chứng tỏ đây là một chiếc xe chạy ít đúng không ạ. Không bị mòn thì chắc chắn nó sẽ là chạy ít rồi. Đấy, đây là đồng hồ chiếc xe được hiển thị trên đây. Chân nỉ có nhá. Đấy, chân của xe vẫn chân nỉ. Đây các bác nhìn cho em cái vị trí này này. Tất cả những con bu lông nhá là vẫn còn chấm sơn này. Đấy, vẫn còn chấm sơn luôn. Một chiếc xe tương đối là mới. Đấy, lòng trong này là sơn zin toàn bộ này các bác này. Con bu lông này vẫn còn chấm sơn nữa này. Vẫn còn chấm sơn đánh dấu màu đỏ, màu vàng đấy ạ. Đấy, phần vách chỗ này, này hơi bẩn một chút thôi các bác nhá. Mình về vệ sinh nhé, ok thôi. Đấy, sạch đẹp ngay. Đây. Phần trên này thì anh chủ trước cũng đã được dán màu đen để chống cái ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào. Các bác xem này, kính của xe đã bọc dán rồi và những đồ nhựa ở đây vẫn còn rất là sáng và tươi đây. Đẹp chân kính đẹp này. Tôn vỏ đây nhá, không bị bả ma tít nhá. Đấy, ngõ đều lon con cả luôn. Tất cả kính của xe đều là kính zin. Đấy, cửa đóng chắc, rất chắc. Sơn xi bóng bẩy sạch đẹp. Đây, đẹp đây. Rồi kính đây các bác nhá, kính không có hiện tượng bị xước nhá. À,
Và tiếp tục mời các bác cùng xem một trí tiếp theo nữa của chiếc xe. Đấy, cảnh sau này. Một phù lục sáng đẹp chưa các bác? Quá mới luôn. Và để cho các bác cái giá sẽ luôn luôn là yêu thương và luôn luôn là hợp lý nhá. Để cho các bác xe này với giá hợp lý hơn người khác. Các bác yên tâm là hợp lý hơn người khác. Và chất lượng của xe thì vẫn đảm bảo luôn. Không phải là rẻ hơn mà xe không đẹp các bác nhá. Đấy, vừa rẻ lại vừa đẹp luôn. Tất nhiên không phải là rẻ hơn nhiều. Ở đây em sẽ tính làm sao giá hợp lý nhất so với cái chất lượng của chiếc xe các bác bỏ ra các bác nhá. Đấy, các bác bỏ tiền ra mình mua làm sao hợp lý nhất. Đây, vách cửa đây. Đây, đẹp chưa, đây các bác xem. Đây, lòng trong sơn zin toàn bộ nhá. Đây, lốp của xe nó đúng là dày đây. Một bộ nan đang úp kiểu thể thao. Đấy, nhìn rất là khỏe xe. Đây, cửa đóng các bác nghe này. Cửa đóng rất êm ái luôn. Đây, sơn xi sạch đẹp. Mua về chỉ được đổ xăng chạy thôi. Đấy, các bác chạy dòng này rất là tiết kiệm, chỉ tầm khoảng 5 lít. Đấy, trên dưới 5 lít trên 100 km thôi nhá. Rất là tiết kiệm. Với lớp sơn bóng bẩy sạch sẽ. Đèn trước đèn sau đều là đèn zin các bác nhá. Đều là đèn zin luôn đấy ạ. Chiếc xe được lợi cả cái biển Hà Nội nữa luôn. Biển Hà Nội bao giờ nó cũng sẽ được giá hơn so với lại một số những cái biển tỉnh các bác nhá. Và các bác nếu mình mua cái mẫu xe này về mình có thể để nguyên biển không cần phải ra tên thì mình cũng đã tiết kiệm được một số tiền ra tên rồi đúng không ạ? Ra tên mẫu này phải mất tầm mấy triệu đấy ạ. Đấy, xe đẹp cả hoàn toàn luôn. Đấy, các bác nhìn thì không có cái chỗ nào bị xấu cả đúng không ạ? Đấy, quay kỹ cho các bác xem. Đấy, các bác đang tìm mua một chiếc xe bán tải van dưới 200 triệu mà yêu cầu một chiếc xe đời cao một chút thì chiếc xe này rất là ok đây. Đấy, rất ok cho các bác mình mua về dùng nhá. Yên tâm khi dùng đối với cái mẫu xe đời cao như thế này. Mẫu xe mà nói là tiền ít nhưng mà giá trị vẫn cao luôn. Đấy, nội thất vẫn còn rất là đẹp và sáng mới như này. Các bác bước vào bên trong nội thất mà ngửi cái mùi đấy ạ. Vẫn còn thơm cái mùi. Đấy, thơm cái mùi mà giống như một số những dòng xe mới đấy ạ. Nó vẫn còn thơm cái mùi đấy các bác nhá. Đây, cửa đóng đây. Rất là êm và rất là chắc này. Đấy, những cái đồ nhựa và những cái phần nẹp các bác xem này. Rất đẹp luôn. Bốn kính điện lên xuống êm ái nhẹ nhàng nhé. Đây, đồ nhựa rồi phần tì tay đây các bác xem. Đây, những công tắc kính này. Vách cửa tiếp theo nữa đây. Đấy, các bác cùng xem và cảm nhận. Bên em mua bán xe và trao đổi xe trên toàn quốc. Các bác có nhu cầu bán, các bác có nhu cầu đổi hoặc có nhu cầu mua thì bên em sẽ đến tận nơi. Đấy, đến tận nơi để làm sao tính toán cho các bác nhá. Đấy, các bác mua thì bên em mang xe đến cho các bác mua. Còn các bác mà đổi thì bên em cũng mang xe đến để đổi cho các bác luôn. Mua xe bên em cũng có thể đến tận nhà để xem xe, định giá mua cho các bác với giá hợp lý nhất các bác nhá. Đây, tiếp tục thì em mời các bác xem đây. Đây là gương chỉnh điện này. Đây, mở chốt khóa này. Chốt cửa, mở khóa cửa các bác nhá. Mở cốp nữa. Đây, tốc độ chiếc xe đây. Đây, vâng thì phần nội thất bên trong em cũng đã quay cho các bác mình xem xong rồi. Bây giờ thì quay đốt phần bên ngoài. Quay đốt phần bên ngoài các bác xem nhá. Quay xong rồi các bác ưng thì mình nhanh tay bốc máy để được chốt chiếc xe này theo hai số điện thoại mà em bảo luôn là số 093 8586 307
hoặc 0389 000 555 hai số hotline hai số Zalo bên em các bác nhá. Đây. Rất là sáng bóng đẹp đẽ này, em quay rốt cái này cho bác xem đây. Chỗ này nó có cái vị trí bị quệt hơi mốt vào một chút thì các bác về mình có thể tự làm hoặc là bên em làm cho nhá, thì đơn giản thôi, không hết đáng bao nhiêu tiền cả. Đèn dưới thì cũng được lắp đèn bi rồi, đèn bi cầu rồi các bác nhá, đèn dưới gầm này này, đèn pha xịn, còn rất là sáng bóng như mới đúng không ạ? Đây các bác cùng xem nốt. Thì về hình thức bên ngoài, bên trong em cũng đã quay xong cho các bác rồi. Các bác xem tới đây thì mình cũng đã biết được phần nào về chất lượng của chiếc xe đúng không ạ? Đây. Tình trạng như nào thì em cũng sẽ quay lên cho các bác mình xem trên video này. Đây. Gầm sàn đây, rất sắc đẹp đúng không ạ? Những mẫu đời cao như này thì để mà han gì một mọt thì sẽ rất là khó rồi. Đây, các bác xem. Đó, bây giờ là phần máy nha. Máy zin được lắp dàn cò luôn. Máy zin nguyên luôn các bác nhé. Đây ạ, đây là phần động cơ khoang máy của chiếc xe đây ạ. Các bác xem này. Máy rất là sáng đẹp. Những cái chân máy đây vẫn còn chấm sơn luôn. Để con xem. Máy số vẫn zin nguyên các bác nhá. Đấy, còn đây là cabo này, thì có vẫn còn rất là đẹp mới đúng không ạ? Như vậy thì cái chiếc xe Chevrolet Spark 2018 này em cũng đã quay xong rồi. Đấy, các bác cái mình xem xong mình thấy ưng, mình thấy ưng và thấy thích mẫu này thì có điện để bên em tư vấn thêm về tất cả các thứ các bác nhá, như là về sang tên đổi chủ, rồi vận chuyển ship xe, rồi về giá nữa, các bác hãy alo để bên em tính toán làm sao cho các bác mình với cái giá hợp lý nhất các bác nhá. Video này em cũng đã quay xong và xin được kết thúc video này ở tại đây. Các bác nhà mình hãy nhớ ủng hộ em vào những video lần sau nhé.